Đây là logo của Captain Bear School. Captain có nghĩa là thuyền trưởng, cơ trưởng. Ai học trường này ra cũng làm lãnh đạo. Không phải học xong là lên thuyền đi vượt biên đâu à nha. Bear có nghĩa là gấu. Ai học trường này ra cũng trở thành gấu. Không phải là đầu gấu đâu nha. Ý là mạnh mẽ như con gấu. Ở đây muốn ám chỉ khả năng giao tiếp Anh ngữ. Lúc trước có một người thích xếp thuyền. Đương nhiên người này là hiệu trưởng của Captain Bear School bây giờ rồi. Người này thường ngồi trong giảng đường D001, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp một chiếc thuyền giấy thật đẹp, rồi thật lãng mạn, cộng thêm một chút lãng xẹt nữa. Người đó tự phong cho mình là thuyền trưởng và những người bạn của mình là thủy thủ. Rồi người đó, thôi đừng gọi là người đó nữa, mà hãy gọi là vị thuyền trưởng đó, nghe cho oai. Học môn văn chương Mỹ với cô Anh. Cô tự xưng mình là gấu mẹ vĩ đại và gọi vị thuyền trưởng đó là gấu con. Cô bảo phải mạnh mẽ giống cô, không được nhút nhát như thỏ. Có như vậy khi tốt nghiệp đi làm mới không bị bắt nạt. Thế là vị thuyền trưởng đó đã ghép hai cái nick Captain và Bear lại với nhau. Nghe oai ghê. Đồng thời nhắc lại về khoảng thời gian học đại học thật vui vẻ và hạnh phúc của mình ở lớp 2000C thân thương. Vị thuyền trưởng đó đã luôn suy nghĩ về cái logo cho Captain Bear School của mình. Và một hôm, trong lúc làm việc ở khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, sau khi ký tên vào một tờ giấy để chuẩn bị đi nộp, tình cờ, có lẽ là ý trời, một ngọn gió không hiểu ở đâu đã thổi và làm cho tờ giấy nằm lệch về phía bên phải. Lúc đó, bỗng nhiên, hình chiếc thuyền hiện lên trong đầu vị thuyền trưởng đó liền. Nghiêng đầu qua bên trái, chữ ký bỗng biến thành chiếc thuyền, tuyệt thần. Vậy là quyết định lấy chữ ký mình làm logo. Thật quá ý nghĩa rồi còn gì. Captain Bear đã dạy học từ tháng 9 năm 2001. Tính đến nay đã có gần 200 môn đồ. Cũng đáng để tự hào lắm chứ. VCD Vol 2 này Captain Bear dành tặng cho ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và luôn ủng hộ giấc mơ hiệu trưởng của con. Cảm ơn những thầy cô đã dạy dỗ Captain Bear nên người.
Tell me that you